Canh Thân 1980 năm 2024, nam mạng nữ mạng sao hạng như thế nào? Quảng Tòng khuyên anh chị em chúng ta nên xem kỹ lại cái video tử vi tuổi Thân năm 2024 mà Quảng Tòng đã làm, vì đó là những ngôi sao cơ bản mà Quảng Tòng đã làm rất chi tiết về mệnh, tài, quan, về tình cảm, gia đạo, về sức khỏe mà tất cả tuổi Thân sẽ phải trải qua trong năm 2024. Hôm nay thì Quảng Tòng sẽ xem về cái sao hạng của nam mạng và nữ mạng Canh Thân 1980 năm 2024. Tuy nhiên thì Quảng Tòng lại không hướng anh chị đến với cái vấn đề là cúng sao giải hạn, mà chúng ta hãy đi chùa, hãy cầu an, hãy đi nhà thờ, hãy làm thật nhiều cái việc phước thiện để chúng ta nâng cao cái phước đức của mình lên. Thì khi mà chúng ta nâng cao cái phước đức của mình thì nó sẽ hóa giải được những cái điều xấu, những cái ngôi sao xấu mà đem lại cho chúng ta ha. Đó mới là cái điều quan trọng nhất. Còn cái việc cúng sao giải hạn thì nó không có nhiều kết quả. Để không mất nhiều thời gian thì Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái vấn đề can chi và ngũ hành trước. Tuổi Canh Thân mà gặp năm Giáp Thìn, can canh là canh kim, mà gặp giáp mộc, kim thì khắc được mộc. Như vậy là về cái gốc là chúng ta khắc được thời thế ha. Khắc được thời thế thì chúng ta lại ít nhận được sự trợ lực của những người xung quanh ha. Tiếp theo thì tuổi Thân mà gặp năm Thìn thì tại vì hiện tại chúng ta Thân Tý Thìn đang gặp 3 năm tam tai, cho nên mặc dù năm Thìn thì tuổi Thân nó nhẹ đi, nhưng mà vẫn khuyên anh chị em chúng ta không nên khai trương mở mới và nên giữ cái sự ổn định cho mình ha. Đó mới là điều quan trọng nhất. Rồi nếu có thể thì anh chị em chúng ta có thể an vị một cái bài vị Thái Tuế trong năm 2024 này để cầu nguyện cho một năm được bình an, được hạnh phúc, được may mắn ha. Xét về ngũ hành thì Canh Thân là hành mộc mà gặp năm Giáp Thìn là hành hỏa. Mộc thì sinh cho hỏa, có nghĩa là được tương sinh, tuy nhiên chúng ta bị sinh xuất. Sinh xuất có nghĩa là chúng ta sẽ phải hao tâm tổn trí rất là nhiều mới có thể thành công trong cái công việc cũng như giống như trong cuộc sống. Chúng ta phải lao tâm lao lực nhiều ha trong năm 2024 này. Sau đây thì Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái vấn đề sao hạn ha. Nam Canh Thân 1982. Nam Canh Thân 1980. Năm nay chúng ta 45 tuổi. Nam 45 tuổi thì chúng ta được cái chữ là cửu trung kiết. Vô ý mà nên mọi việc, nên chú tâm thì không sanh bất lợi. Nên nghe lời của bậc trưởng bối, việc thì từ tốn mà làm. Sao là gặp sao mộc đức. Có nghĩa là trong năm 2024 này, đối với lại tuổi Canh Thân 1980 nam mạng, chúng ta cứ bình tĩnh mà làm việc, vô ý mà mọi việc nó đều có thành công, và nên chú tâm vào công việc ha. Nên nghe lời của bậc trưởng bối, học hỏi cái kinh nghiệm của những người đi trước thì mọi việc nó sẽ thành công. Và sao là sao mộc đức thì Quảng Tòng sẽ đi vào chi tiết sau. Nữ Nhâm Thân 1980, 45 tuổi. Chúng ta được cái chữ là tam hỷ đoài. Nội ngoại nhiều hỷ sự, có quý nhân giúp đỡ, lợi nhuận thâu đắc, cẩn thận thị phi, vui quá hóa buồn. Và sao là sao thủy hiệu. Có nghĩa là trong năm 2024 này, nữ Canh Thân của chúng ta là bên nội bên ngoại đều có nhiều cái chuyện hỷ sự ha. Và có quý nhân giúp đỡ chúng ta trong cái công việc cũng giống như trong cuộc sống. Lợi nhuận thì thâu đắc. Tuy nhiên thì cẩn thận thị phi là cẩn thận về cái miệng của mình á. Rồi vui quá thì nó hóa buồn. Sau đây thì Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái chi tiết của ngôi sao ha. Nam Canh Thân gặp sao mộc đức. Sao mộc đức là một ngôi sao lành ha, một ngôi sao thuộc về hành mộc. Mà chúng ta mệnh mộc nữa, mộc gặp mộc rất là tốt ha. Mộc đức nhằm tuổi năm nay tháng 10 tháng chạp đặng hay tin mừng. Có nghĩa là đối với sao mộc đức này trong tháng 10 và tháng chạp là chúng ta có tin mừng, có tài lộc đến với chúng ta nè. Chúc mừng tuổi Canh Thân ha. Mộc đức là một ngôi sao lành nè, hôn nhân hòa hợp nè, nam nữ bình an, danh giá vẻ vang, giấy tờ phong thăng, tiền của làm quan được quan, thường được quý nhân phù trợ, việc sở cầu đều được xứng ý nè. Tuy nhiên cũng có sự hãm hại của tiểu nhân, không nên đến những nơi cãi vã. Đó là cái ngôi sao mộc đức, là một ngôi sao rất tốt ha. Sao mộc đức thuộc mộc, mạng mộc gặp hạn mộc là rất tốt. Chủ về công danh nè, tài lộc nè, nhờ ân quý lộc mã nên sức khỏe dồi dào, con cháu làm ăn phát đạt, trong nhà vui vẻ bình an, rộn rịp nhiều tin mừng con cháu, vượng nhất là trong tháng chạp nè. Quá tốt luôn. Đặc biệt cái sao mộc đức này nó sao lành nên nó cũng không có tháng kỵ ha. Chúc mừng cho nam Canh Thân 1980 nha.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua là nữ canh thân 1980, chúng ta gặp sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu nó cũng là một ngôi sao tốt ha. Sao Thủy Diệu là một ngôi sao tốt. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục chống kình hiểm nguy. Tháng 4, tháng 8, lụy toàn bi ai, văn thư khẩu thiệt có hoài, nói hành dụm miệng lau bày kế mưu. Thì như cái câu của chúng ta ngay từ ban đầu là chúng ta cẩn thận về thị phi khẩu thiệt. Cái ngôi sao là thuộc ngôi sao thủy mà chúng ta thuộc hành mộc, thủy thì sinh cho mộc, như vậy là chúng ta rất tốt ha. Sao Thủy Diệu thuộc về hành thủy, mệnh mộc, mưu sự hanh thông, công danh thăng tiến, sức khỏe khá. Tuy nhiên đối với nữ mạng thì nên thận trọng về mặt khí huyết, kỳ nhất là trong cái tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Đối với là các bạn nữ thì chúng ta trong cái tháng 4 và tháng 8 âm lịch thì chúng ta cần phải cẩn thận nhiều hơn, đặc biệt là về trong cái miệng mồm của mình á, cái thị phi khẩu thiệt á. Cái ngôi sao Thủy Diệu này nó cũng là một ngôi sao đem đến cái sự bất ngờ và sự may mắn trong làm ăn, trong kinh doanh nè. Rồi chỉ như vậy thôi ha. Cái canh thân 1980 của chúng ta, cả nam mạng và nữ mạng đều gặp những cái ngôi sao tốt. Duy chỉ có nữ thì cần phải lưu ý trong tháng 4 và tháng 8, cẩn thận về miệng mồm, về thị phi khẩu thiệt nhiều thôi ha. Đó là những cái điều quan trọng về những cái ngôi sao mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì Quảng Tòng cũng khuyên anh chị em xem kỹ lại cái video tử vi tuổi thân năm 2024 mà Quảng Tòng đã làm. Nhớ bấm đăng ký, bấm theo dõi để ủng hộ Quảng Tòng ha. Và nếu có điều gì thắc mắc thì hãy comment. Chúc cho tuổi canh thân 1980 một năm 2024 thật hạnh phúc, thật bình an, thật nhiều gọi là may mắn, tài lộc và mọi sự đều được thuận lợi ha.